ta mong ước rằng khi mà mùa phục sinh đến, chúng ta có những thành viên mới cho giáo hội Công giáo chúng ta. Và ngày hôm nay trong tinh thần welcome là chào mừng nhau, chúng con cũng chào mừng một cô trong tròn Diệu Tòng, cô Diệu Tòng đến với giáo xứ chúng con. Chúng ta chào mừng cô. Và anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành hầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Yeah.
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lời luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin để Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bình phục nó, sẽ giải thoát.